Sau thử thách bán hàng lưu động cho bà con ngoại thành trong tập 4, cả hai đội đã dễ dàng vượt qua những thử thách ban giám khảo đưa ra như thuyết phục khách hàng, chạy đua cùng thời gian để bán hàng. Alo anh chị ơi, hàng có mát giảm giá. Cái nào à? Dạ cái này không được gỡ đâu chị ơi. Rồi sao? Thì đang mua mà, mấy người gỡ mà quỳ ra chứ. Ồ, không được mà. Thử thách trong vòng 1 tiếng đồng hồ phải bán hết nước rửa chén Hương Chanh 10 thùng nước rửa chén này. Đội xanh với doanh số 39.133.000 đồng, trong khi đó đội đỏ chỉ bán được 35.763.000 đồng. Chúc mừng đội xanh với chiến thắng áp đảo đội đỏ trong thử thách bán hàng lưu động. Như vậy trong tập 5 này, đội đỏ sẽ vượt qua thử thách của ban giám khảo như thế nào để cân bằng tỷ số? Chúng ta hãy cùng chờ đợi nha. 2 3 yeah! Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang cùng đến với chương trình 1 tỷ khởi nghiệp cùng Sài Gòn Co-op. Đây là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về khởi nghiệp tại Việt Nam. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sài Gòn Co-op thực hiện đều phát sóng lúc 15:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Và chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín, Vietbank đã đồng hành cùng chương trình này. Chắc hẳn rằng quý vị không thể quên tuần vừa rồi được đúng không nào? Hai đội của chúng ta đã trải qua thử thách vô cùng gay cấn nhưng cũng hết sức là thú vị, đó chính là bán hàng lưu động cho bà con ngoại thành. Và không biết là thử thách dành cho cả hai đội chơi của chúng ta ngày hôm nay sẽ là gì đây? Quý vị hãy cùng chờ đón xem nhé. Trời ơi, từ thì thấy ai chưa? Đoán ra được là ai chưa? Không cần phải đoán. Ôi chị Khánh Vân. Trời ơi. Trời ơi. Em không lại gặp nhau ở đây. Dạ. Có nhu cầu gì, có nhu cầu gì? Chị Vân. Ngồi xuống. Em mời chị ngồi. Cảm ơn chị đã đến với chương trình. Chị có thể cho quý vị khán giả biết là với vai trò là giám khảo thứ tư thì nhiệm vụ của chị trong đợt này sẽ là gì không ạ? Trong cái phần thi này thì bởi vì cái đề thi nó nhắm đến cái kế hoạch truyền thông, vì thế mà có mặt của Khánh Vân ở đây ngày hôm nay đồng hành cùng với các thí sinh để coi cái kế hoạch truyền thông của họ như thế nào, họ định vị đối tượng khách hàng ra sao, để tính đến cái hiệu quả của kế hoạch truyền thông đó, họ sử dụng cái số tiền mà chi cho truyền thông đúng hay không. Thì đó là vai trò của ban giám khảo. Khi mà truyền thông không phải truyền thông cái nào ra cũng được thành công cả. Trong sự rủi ro ở trong phạm vi cho phép như thế này thì chị có điều gì muốn nhắn nhủ các bạn thí sinh không? Chúng ta sẽ phải phân định ra những cái gì mà chúng ta mong muốn. Chúng ta nhắm đến là cái việc promote, tức là quảng bá một cái sản phẩm đó. Thì chúng ta coi cái hiệu quả của cái việc quảng bá ra sao, tình yêu đối với cái thương hiệu đó từ công chúng như thế nào. Một điều rất là quan trọng là chúng ta phải coi cái doanh số. Bởi vì tất cả mọi việc, cái hiệu quả luôn tính dựa trên cái doanh số. Thưa giám khảo Khánh Vân, có hai đội, đội xanh và đội đỏ, chị sẽ đánh giá toàn đội hay là đánh giá cá nhân? Bởi vì một chiến dịch truyền thông thành công thì đương nhiên nó phải là dấu ấn của cả một tập thể chứ không thể là chỉ một cá nhân. Cảm ơn chị. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là quý vị đã được trò chuyện với chị Khánh Vân rồi. Và liệu các bạn thí sinh khi gặp chị Khánh Vân thì tinh thần sẽ như thế nào nhỉ? Chào đón bà Nguyễn Phạm Khánh Vân, chuyên gia truyền thông với vai trò giám khảo 4 trong thử thách tuần này. Thưa quý vị khán giả, trong tuần thi trước thì cả hai đội chơi của chúng ta phải đối diện với thử thách cũng khá là gay cấn. Và cuối cùng thì phần thắng đã nghiêng về đội xanh. Thế còn trong tuần này thử thách của họ sẽ là gì đây? Quý vị thân mến, và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với ba vị giám khảo quen thuộc và quyền lực của chương trình. Giám khảo Nguyễn Tuấn Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa sách Sài Gòn, Sài Gòn Books. Giám khảo Phạm Gia Chi Bảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thương hiệu, Chủ tịch Quỹ Hiểu về Trái tim. Giám khảo Võ Thị Ngọc Hương, Giám đốc Nhân sự Sài Gòn Co-op.
Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn quý vị đang thắc mắc tại sao các thí sinh chúng ta lại căng thẳng và lo âu đến như vậy. Căng thẳng đúng thôi, bởi vì ngay bây giờ các bạn thí sinh sẽ nhận được đề thi từ ban giám khảo. Và xin mời đại diện của hai đội sẽ lên gặp ban giám khảo để nhận đề thi. Ngay bây giờ ạ. Vòng thi sắp tới. Xin mời. Đề thi trong thử thách tập này là mỗi nhóm được cấp ngân sách 20 triệu đồng và một người nổi tiếng để thực hiện quảng bá cho một sản phẩm hàng nhãn riêng của Mark đang kinh doanh tại cửa hàng Co-op Smile. Bằng khả năng sáng tạo và sự nhạy bén tình hình thị trường, nhóm hãy tổ chức sản xuất và truyền thông, thực hiện chương trình khuyến mãi quảng bá cho sản phẩm này. Đây là thử thách đòi hỏi tính sáng tạo và nhạy bén về thị trường của cả hai đội. Vì vậy, ban giám khảo sẽ có những lưu ý cần thiết để hai đội tự tin hơn với phần thi của mình. Sau khi các bạn lắng nghe đề thi rồi thì chúng tôi rất được muốn biết từ phía ban giám khảo cái tiêu chí nhỉ? Đây là một vấn đề khó. Vì đề thi nó đòi hỏi hai yếu tố. Thứ nhất là các bạn với một cái game ngân sách có hạn thì các bạn không có đủ cái mức cái thời gian để các bạn sửa chữa những sai lầm nếu các bạn đưa ra dịch sai. Cái thứ hai nữa là đó là kinh nghiệm. Các bạn đang thiếu phần đó nhưng đây tôi nghĩ là một cái đề thi rất là thử thách. Rồi nhắc về vấn đề truyền thông thì khó với chúng ta thôi nhưng chắc chắn sẽ không khó với một người. Và người đó đang hiện diện ở đây là chị Khánh Vân. Trước khi mà tôi lập một cái kế hoạch truyền thông đó thì tôi thường tập trung vào cái ngân sách tôi có, điều gì mà tôi đang muốn hướng đến và tôi dựa vào đó để tôi đưa ra được cái hiệu quả truyền thông. Tức là sau cái mỗi kế hoạch truyền thông của mình thì mình phải đánh giá cái kế hoạch truyền thông đó của chúng ta hiệu quả như thế nào, sẽ đem lại được cái điều gì cho nhãn hàng, đem lại cái điều gì cho Co-op Smile. Thì tôi hy vọng là tôi sẽ được nghe cái phần hiệu quả của các bạn. Đó là ý kiến của giám khảo Khánh Vân. Thế còn với hai giám khảo còn lại thì các anh chị sẽ có tiêu chí như thế nào để chấm điểm trong phần thử thách này ạ? Em mời anh Tuấn Quỳnh. Với ngân sách hạn chế và thời gian hạn chế, nó đòi hỏi các bạn sẽ có tính sáng tạo các bạn. Bởi vì làm thế nào đó mà cái hoạt động marketing tại điểm bán mà nó thu hút được cái lượng khách xung quanh. Bởi vì chắc chắn là một trong những tiêu chí để đánh giá thành công nó chính là kết quả kinh doanh khi mà các bạn triển khai chương trình. Rồi thế còn vị giám khảo cuối cùng. Khách hàng mục tiêu của mình là ai? Từ cái thị trường các bạn sẽ chọn ra cái sản phẩm phù hợp nhất với cái thị trường đó. Cái thứ hai các bạn khi cái thị trường đó các bạn sẽ hiểu được thói quen của người tiêu dùng, những phong tục tập quán để mà mình có cái cách tiếp cận khách hàng một cách tốt nhất. Thì đó là một cái tiêu chí mà ban giám khảo cũng sẽ có xem xét trong quá trình các bạn triển khai. Quý vị thân mến, như vậy là hai đội đã nhận được đề thi từ ban giám khảo cũng như nhận được những nhận xét cũng như những góp ý, những lời động viên từ ban giám khảo rồi. Vậy thì bây giờ còn chần chừ gì nữa, quý vị thân mến, hãy cùng cổ vũ cho đội để bước vào vòng thi tiếp theo. Trước khi vào phần thi chính thức, đội xanh và đội đỏ đã có một ngày đi khảo sát tình hình thực tế tại cửa hàng Co-op Smile mà nhóm sẽ triển khai kế hoạch. Đội xanh sẽ thực hiện nhiệm vụ tại cửa hàng Co-op Smile 43 Đề Thám quận 1, khu vực gần chợ truyền thống đông đúc. Còn đội đỏ thực hiện nhiệm vụ tại cửa hàng Co-op Smile 156 Trần Hưng Đạo quận 5, nơi tập trung cộng đồng người Hoa sinh sống. Với đặc điểm địa lý và dân cư khác nhau, hai đội sẽ chuẩn bị như thế nào cho kế hoạch tiếp theo của đội mình? Em cảm thấy rằng mình thật sự thích hợp với thử thách lần này nên em xung phong bởi vì nó mang nhiều tính sáng tạo. Em có một cái tinh thần học hỏi và luôn muốn tiếp thu những kiến thức. Đây là một cuộc thi đòi hỏi từng cá nhân phải có một cái sự dũng cảm dấn thân. Tôi tin tưởng em Thái sẽ làm tốt công việc này. Thử thách này, theo nhiều người đánh giá, đó là sự ưu thế của Khánh. Tuy nhiên, mọi người chưa biết em là ai, thì mọi người hãy chờ xem em sẽ làm được những gì. Cái mà cá nhân em cảm nhận được về anh Dũng, đó là một cái gì đó rất là nghệ thuật. Với một người đội trưởng phải biết được mình có đang thiếu sót ở điểm nào và mình đang có lợi thế ở điểm nào. Em đề cử và cả team ai cũng cảm thấy điều đó và để cho anh Dũng làm leader cho tập này.
Đồng thời có một khó khăn đó là sự nhiệt huyết của các bạn quá lớn, dẫn đến có rất nhiều ý tưởng để mà một người team leader như em phải biết lựa chọn như thế nào là phù hợp. Sau phần khảo sát tình hình thực tế, mỗi người một ý kiến khác nhau. Có vẻ các thành viên trong nhóm chưa đưa ra một ý kiến thống nhất về sản phẩm và kế hoạch. Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục kéo dài và không khí căng thẳng đang bắt đầu. Nhưng không sao, ban tổ chức đã mời các cố vấn chuyên môn đầy kinh nghiệm để giúp đỡ hai đội trong phần thử thách này. Cùng đồng hành với đội xanh, bà Thi Anh Đào, giám đốc điều hành công ty Isoba Việt Nam thuộc Dentsu Aegis Network. Đồng hành với đội đỏ là bà Trường Lý Hoàng Phi, giám đốc điều hành trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Hãy chờ xem hai chuyên gia sẽ giúp hai đội giải đáp những khó khăn như thế nào. Sau khi mà lựa chọn sản phẩm và khách hàng mục tiêu đó, bên em sẽ đến xác định cái chiến lược marketing đối với cái khách hàng mục tiêu, đối với địa bàn khu dân cư đó. Nghĩa là em khảo sát cái khách hàng mục tiêu của em là khách hàng từ cửa hàng đi ra hay là khách hàng ở bên ngoài, họ chưa vào cửa hàng, họ chưa biết Cup Smile. Cái độ tập trung và cái độ mà nhận diện từ một khu vực ta để nhìn ra cái cửa hàng đó là không có. Nên cuối cùng là bên em phải xác định là tập trung vô những khách hàng lân cận tại khu vực, tại điểm bán. Nếu như đội đỏ đang loay hoay để lựa chọn ra một sản phẩm, thì trong khi đó, đội xanh cũng đang căng thẳng để tìm ra một tiếng nói chung. Hãy cùng chờ xem sản phẩm mà hai đội lựa chọn là gì nha! Sản phẩm mì gói là sản phẩm thiết yếu. Khả năng suy nghĩ là có, nhưng mà khả năng thực hiện thì hơi khó. Các bạn phải hết sức thận trọng khi chọn cái nào là yếu tố sáng tạo nhất và cốt lõi nhất trong cái chiến lược của mình. Người mentor hiện tại đối với bên em đã đưa ra những cái nhận xét và những cái ý kiến rất là chính xác để mà bên em biết được đâu chính là đường hướng nhanh nhất và mạnh mẽ nhất để cho em có thể chiến thắng ở tập 1. Cái mục tiêu nó phải rõ, có nghĩa là cái đề của tôi như vậy, vậy bây giờ tôi giải bằng cách nào, cái cách tiếp cận chung của mình, những cái công cụ mình sai, nó đóng vai trò gì trong cái kế hoạch tổng thể đó. Trong năm ngày đó chuyện gì xảy ra? Trước khi có chị mentor thì tụi em không xác định được rõ cái mục tiêu. Khi mà được gặp chị mentor thì chị đã giải quyết và đã chỉ ra rõ ràng những cái mục tiêu mà tụi em cần hướng đến trong cái chiến dịch lần này. Đối với những người Hoa, bên em tiếp cận nó hơi bị khó khăn. Tức là việc mà tiếp xúc với người lạ thì người nữ dễ hơn trung bình của ngày thường là từ 60 đến 70 bill trên một ngày. Chị đang thắc mắc ở đoạn này, em muốn tăng doanh số từ những khách hàng hiện hữu thì nó khác. Còn nếu như mà em muốn lôi kéo khách hàng mới thì là hai câu chuyện hoàn toàn khác luôn. Sau một thời gian bàn luận, đội trưởng Kim Thái đã lựa chọn sản phẩm cháo gạo lứt đậu đỏ cho đội xanh. Em chọn sản phẩm này hướng đến 3 hướng. Là thứ nhất về chất lượng, thứ hai vì sản phẩm có dòng đời ngắn cho nên thu hút được lượng khách hàng đến với cửa hàng Cup Smile giúp nhận diện thương hiệu. Sản phẩm có thể được sử dụng đối với tất cả các đối tượng. Theo em, quan điểm của em thì ưu điểm là nó giúp cho khách hàng biết được đến sản phẩm của mình có thể đun nó trực tiếp nó lên. Cái gói sản phẩm này ở trong cái sao bánh bao, khách hàng đó người ta thử được thì không biết là mọi người ý kiến như thế nào. Em nói là xe bánh bao có thể làm nóng cái sản phẩm đó, có chắc chắn là làm nóng chưa? Em đã từng làm nóng sản phẩm đó bằng xe bánh bao chưa? Chưa chắc đúng không? Kết quả cuối cùng là bạn chọn sản phẩm sữa rửa tay. Còn đôi đỏ cũng đã thống nhất với nhau lựa chọn sản phẩm nước rửa tay của Mark. Chắc chắn là không ai đi tới một cái cửa hàng chỉ để mua một chai nước rửa tay. Nên là đối với cái kế hoạch này, cái chuyện quan trọng nhất á, trong năm ngày đó mình bán hàng như thế nào? 1, 2, 3, yeah! Nam Vương Tiến Đạt, Á Vương 2 cuộc thi Nam Vương Hòa Bình Quốc tế 2017.
Quyết định lựa chọn cháo gạo lứt đậu đỏ thương hiệu Co-op-Mart trong chiến lược quảng bá lần này, Đội Xanh được sự hỗ trợ của Nam Vương Tiến Đạt cùng ekip để thực hiện các sản phẩm truyền thông. Thì trong cái plan này em hy vọng bạn diễn viên và khách hàng thì cái đó nó sẽ tạo một cái cuốn hút để cho khách hàng có thể đến được cửa hàng nhiều hơn. Hôm nay Đạt quay cho Đội Xanh một quảng cáo về sản phẩm, đó là cháo gạo lứt đậu đỏ khá là ngon và tiện lợi. Đạt cần một sản phẩm đầy đủ dinh dưỡng và cháo gạo lứt đậu đỏ đã hoàn toàn đáp ứng được cái nhu cầu đó của Đạt. Về cái ý tưởng thì là hoàn toàn mọi người đều đồng ý với ý tưởng của em, bởi vì nó có một cái chút sự thay đổi. Là ban đầu em dự tính một kịch bản hoàn toàn khác. Tuy nhiên là sau khi trao đổi với mentor và một số tìm hiểu lại thì em đề nghị là theo một cái hướng khác hơn. Đạt nhận ra có một sự kết nối giữa sản phẩm và bản thân Đạt. Một đội là có 5 người, Đạt thấy dường như họ là một một vậy. Khi mà một người đưa ra một ý kiến cá nhân thì tất cả những người còn lại đều lắng nghe để hoàn thiện một đội thành một đội tốt hơn. Quả thực để tìm được mối liên hệ giữa sản phẩm và người đại diện thương hiệu cũng là một thử thách khó khăn mà cả hai đội đều phải vượt qua. Còn với đội đỏ, Phan Thị Mơ sẽ đồng hành cùng đội đỏ để quảng cáo thương hiệu nước rửa tay của Mắt. Cùng đón xem đội đỏ sẽ chuẩn bị như thế nào nha! Phan Thị Mơ, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012. Trong cái thử thách lần này, đội đỏ đã chọn Phan Thị Mơ để quảng cáo cùng với lại sản phẩm của mình là sản phẩm sữa rửa tay. Ai cũng đưa ra được những cái sáng tạo cũng như là những cái kinh nghiệm của mình. Thì việc ra ý tưởng và quay clip thì em cảm nhận được là cái đó nó đơn giản hơn so với cái việc mình nhắm đến và những cái idea để mà mình phát triển được cái quảng cáo của mình, đối tượng đó như thế nào. Sữa rửa tay là một cái sản phẩm Mơ nghĩ là rất là cần thiết cho tất cả mọi người cũng như là những gia đình, nhất là những gia đình có con nhỏ. Nếu như mà phù hợp hơn thì Mơ nghĩ Mơ sẽ thuộc phù hợp với lại kem dưỡng da hoặc là dầu gội dành cho tóc chẳng hạn. Mơ nghĩ là như vậy. Mơ tin rằng với cái sự quyết tâm của các bạn cộng với là sự hỗ trợ của Mơ thì chúng tôi cũng sẽ đem đến những cái sản phẩm thật là tốt cho khán giả. Không khí tất bật, vội vã thể hiện trên gương mặt đội đỏ. Quả thực công việc chụp hình, quay phim, làm băng rôn quảng cáo mất khá nhiều thời gian và không dễ dàng như hai đội suy nghĩ. Sữa rửa tay có mắt, cả nhà cùng vui. Wow. Rất ngon, tiện lợi, đầy đủ dinh dưỡng đó nha.
ngày thử thách chính thức đã bắt đầu. Cùng chờ xem hai đội sẽ vượt qua thử thách như thế nào. Cả hai đội đã nhanh chóng vượt qua thử thách trưng bày sản phẩm tại điểm bán. Sau khi hoàn thành thử thách đầu tiên, các thành viên của cả hai đội đã tỏa đi khắp nơi để giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Xử lý tình huống nhanh nhạy, linh hoạt sẽ là điểm cộng cho cả hai đội đấy. Trong vòng 2 ngày mà các bạn đã đưa ra được những cái phần sản xuất in ấn rất là tốt. Đối với nhóm đội đỏ, nó hơi khác hơn so với yêu cầu của đề bài. Vì do thời gian có hạn nên tụi em chỉ triển khai được với những cái thực tế mà bên ban giám khảo và mọi người đều có thể nhìn thấy. 70.000 một chai nước rửa tay sao? Phải chăng đội đỏ đã quá vội vàng nên bỏ qua chi tiết giá bán quan trọng này? Nếu như đội xanh lựa chọn việc phát mẫu thử để thu hút người dân xung quanh, thì đội đỏ lại sôi động hơn bằng cách sử dụng mascot để tạo sự chú ý. Mỗi đội một cách làm, một màu sắc khác nhau, liệu đội nào sẽ thành công? Cái tính kế hoạch của đội xanh thì nó rõ ràng và nó mạch lạc hơn. Các bạn thực hiện khá tốt, các bạn đem được cái sampling ra ngoài cho khách hàng để khách hàng có thể dùng thử và từ đó tạo một sự náo nhiệt ngay phía trước của cái cửa hàng. Khách hàng tạo sự chú ý rất là tốt. Đối với chiến lược lần này tương đối là an toàn. Team xanh có một cái rất mạnh, đó là quá hiểu đề. Em cũng rất là bất ngờ về Thái thay đổi rất là nhiều trong thử thách này, chững chạc hơn nhiều. Chỉ cần trong cái phần trình bày thôi, các bạn cũng đã có được cái sự phân công. Đó là một cái rất hay, là chúng ta đã nhìn được cái sức mạnh của từng cá nhân để đưa nó trở thành cái sức mạnh của tập thể. Chiến lược của đội đỏ thì theo em thấy thật sự rất là sáng tạo. Em thấy cái team của em nó mang một cái màu sắc khác so với cái team kia, và em thật sự là cảm thấy thoải mái. Bên cạnh đó thì khi mà các bạn triển khai trong thực tế thì sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm đã tốt hơn rất nhiều. Từ cái thử thách lần trước, vì vậy bạn cũng thấy là lần này thì cái sự phối hợp trong team nó nhịp nhàng hơn vì cả hai lý do đó. Điểm mạnh của đội đỏ có một cái sự táo bạo trong cái việc thực hiện chương trình. Tất cả hiện tại chỉ bằng 1/10 so với những cái kế hoạch và sức sáng tạo của bên team tụi em. Và đây rồi, khách hàng đầu tiên mua nước rửa tay của đội đỏ, họ sẽ hài lòng chăng? Chỉ cần mua một chai là được giảm giá 19% là được rồi. Tôi mua cái hóa đơn của tôi tổng cộng là 162.000 thì giảm được 29.000, giảm giá là vui rồi. Đội xanh đang giới thiệu mẫu thử cho người bạn ngoại quốc. Liệu kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm có giúp anh Đức thuyết phục được vị khách hàng ngoại quốc này mua sản phẩm không nhá? 15,500. You just put it in the hot water, 5 minutes. Make it just to make a ball. Yeah. Okay. I just don't, because I'm in hotels, I don't have one at the moment. Oh, okay. Sorry. So, thank you. Thank you so much. It's lovely. Thank you. Thực hiện khuyến mãi cũng là một phần của đề bài. Theo ghi nhận của chúng tôi, mỗi đội có cách thực hiện chương trình khuyến mãi khá khác biệt. Vậy những khác biệt là gì? Đội xanh đi theo cách truyền thống, mua 5 tặng 1. Vậy điều này có làm hài lòng ban giám khảo và mang đến doanh số khủng cho họ không? Cái này là cháo gạo lứt đậu đỏ thì nó sản xuất theo công nghệ Nhật Bản. Nó giống như mì gói vậy á, nhưng mà mình không có xé ra, nó nấu sẵn luôn rồi, nó đóng gói. Và chúng chỉ cần khoảng 5 phút là có cháo ăn rồi. Dạ, có ăn được, có thể mình mua 5 bịch luôn, được tặng 1 bịch. Mà chị thấy cái vị rất là ngon. Dạ, em thấy em ăn thử thì thấy rất là ngon. Cho nên là cả team đồng ý quyết định chọn này. Dạ đúng rồi. Có chất bảo quản không? Dạ không chất bảo quản, mà sản xuất theo công nghệ Nhật Bản. Chưa có để ý lắm về những cái yếu tố nhỏ, chẳng hạn như là một cái thùng rác nhỏ để cho khi mà khách thử mẫu xong có thể là để những cái
vật mà sử dụng xong vào cho nó vệ sinh hơn. Cái việc các bạn đi chào mời trực tiếp những người xung quanh đây để giới thiệu về chương trình của mình, tôi nghĩ đó là một cách làm rất là phù hợp, dễ thu hút mọi người tới customize và mua hàng. Tôi thích một điều là các bạn đang đi lại cái kênh truyền thống, tức là các bạn đang phát tờ rơi và đến tận nơi để nói với mọi người về cái chương trình. Còn Đội Đỏ táo bạo hơn với chương trình giảm giá 19% trên tổng hóa đơn khi mua một chai nước rửa tay. Đây là một sáng tạo đặc biệt nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi. Hiện nay chương trình các bạn là sao ta? Dùng sản phẩm nào quý mọi? Dạ, bên em đang dùng sản phẩm là sữa rửa tay của Comac 200ml. Thì nếu như mua một cái chai của sữa rửa tay Comac có gắn cái tag của cô Hoa Hậu thì sẽ tổng cái giá trị bill sẽ được giảm là 19%, giá trị hóa đơn tối đa là 990.000. Tại sao hóa đơn không phải là tối thiểu mà là tối đa? Hiện tại bên em đang muốn kích cầu cho người tiêu dùng để mua cái sản phẩm này đó, chứ không phải như giới hạn ở một cái hóa đơn tối thiểu. Anh vẫn không hiểu. Hàng nào mà mình mua mà có kèm thêm một chai nước rửa tay này rồi, thì tất cả những cái đơn hàng đó mình đều được giảm 19% trên tổng hóa đơn. Rồi. Trừ cái chai nước này ra, chai nước này tụi em vẫn giữ nguyên giá. Có nghĩa là nếu giả sử như mà anh mua món nào đó mà trị giá ví dụ như là 800.000 chẳng hạn, thì anh sẽ được giảm 19% trên 800.000 đó. Rửa tay ra, nước rửa tay thì vẫn bán giữ nguyên giá. Chai nước rửa tay là bao nhiêu tiền? Dạ 20.900. Như vậy nếu giả sử mua những món mắc tiền thì anh càng được giảm nhiều. Giới hạn cái bill của mình lại là tối đa 900. Chị cảm thấy là em chạy cái chương trình này nhưng mà em đang ở trong một cái mâu thuẫn. Trong lòng em rất là mong muốn là cái chương trình mà đi ra ngoài đường đó nó rất là thành công, nó sẽ đem rất là nhiều khách về đây. Nhưng mà nếu mà nhiều quá thì em lại phải hạn chế và phải cắt. Thì có phải là một cái nỗ lực của em rất là giằng co không? Chiến lược mua năm tặng một của đội xanh và giảm 19% trên tổng số hóa đơn 990.000 đồng của đội đỏ. Đội nào sẽ hiệu quả hơn và giành chiến thắng trong thử thách này? Thống nhất sản phẩm, phương án tiếp thị quảng cáo, nhưng trên thực tế, khi việc thực hiện sẽ gặp rất nhiều vấn đề nảy sinh rắc rối phải đối mặt. Với một thông điệp truyền thông không rõ ràng, thì việc khách hàng không đồng ý với thông điệp truyền thông là điều khó tránh khỏi. Cái này có giảm không? Cái này là không giảm. Sao nãy bạn nào nói giảm 19%? Giảm 19%. Nói gì đâu, có gì có thông tin hay ba nói chậm hết trơn. Giảm 19% trên toàn sản phẩm. Bây giờ tới đây tính tiền thì không có giảm. Có quan trọng là ai nói, quan trọng là cái người khách hàng ta nghe truyền lại cho đúng đi. Chứ thôi người khác ta vô ta mua người ta không biết đường luôn. Thật ra là ngay khi mà đặt ra con số 19% thì trong tim mình cũng có hai luồng ý kiến, một bên là phản đối và một bên là đồng ý. Mình thuộc là bên phản đối. Là cái việc ảnh lên kế hoạch và cái việc đưa ra quyết định, ảnh hơi tách biệt hai cái ra một chút. Cương quyết với cái quyết định của mình và người đội trưởng sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng, mọi người lãnh đạo. Việc đặt mục tiêu cho bản thân là phải đi theo tới cùng. Thay vì các bạn truyền đạt hai thông điệp nói về Tết trùng cũ cũng mãi khủng giảm giá 19%, tốt hơn nên tập trung cho một thông điệp. Em thừa nhận là những cái mà mục tiêu tụi em đặt ra là nó hơi nhiều so với mong đợi của ban giám khảo. Nếu như đội đỏ bó tay trong việc thuyết phục celeb đến tham gia, thì thật bất ngờ Nam Vương Tiến Đạt đã xuất hiện để hỗ trợ cho đội xanh tại điểm bán. Liệu đây sẽ là ưu thế của đội xanh so với đội đỏ không? Từ sáng giờ thì cũng thấy thì cũng rất là nhiều khách đến mua, cũng rất là nhiều khách đến quan tâm hỏi về sản phẩm của mình. Đạt mong muốn rất là nhiều người muốn biết đến cái món cháo dinh dưỡng này và sử dụng nó. Không có chuẩn bị tốt, việc thương thuyết với lại anh người mẫu Tiến Đạt để xảy ra cái sự việc là tụi em không thể nào chạy được kênh online. Mình nghĩ là trong cái ngày quan trọng nhất là buổi sáng hôm nay thì các bạn đã làm được cái điều mà các bạn muốn làm. Mấy bạn muốn là cái người nổi tiếng giúp mấy bạn là thứ nhất là đến đây để bán hàng chung. Khuya ngày hôm qua các bạn nói là bên quản lý họ báo lại là họ sẽ không làm được cái chuyện là họ sẽ hỗ trợ mình trên online. Nhưng mà sáng nay họ vẫn đến để họ hỗ trợ các bạn. Thì mình nghĩ là cái đó là một cái phần mà nó xảy ra khá là bất ngờ về mặt tình huống. Thì
ảnh của Đạt sử dụng thì Đạt thấy khá đẹp, tại vì cũng đúng như kế hoạch mà cả team đã bàn bạc với nhau ban đầu. Một trong những vấn đề đáng tiếc của các bạn là cái áo của Celeste khi bạn giới thiệu sản phẩm có một cái thương hiệu khác. Chào chị. Dạ. Dạ. Ý nghĩa của bài thơ này thì tụi em muốn nói về cái gì trong khi mình đang giới thiệu là sản phẩm nước rửa tay? Dạ, hiện tại là bên em đang sử dụng cái chương trình là tên là Tết Trùng Cũ, là mang được cái sự may mắn, sự tài lộc đến tất cả gia đình. Tôi vẫn tin rằng là khách hàng họ sẽ quan tâm nhiều hơn tới cái việc chương trình giảm giá Cosmile chứ không phải liên quan tới Trùng Cũ. Tết Trùng Cũ thì Tết của người Hoa, nó cũng không có liên quan gì nhiều tới cái khuyến mại của mình. Nhưng mà cũng là một cái thông điệp khiến cho cái sự gần gũi đối với người dân sống ở đây. Đang sử dụng người mẫu để giới thiệu sản phẩm. Dạ. Nó không chỉ thấy dạ. Con người mẫu cầm chai, nó thiếu cái thông điệp. Dạ, dạ. Một cái thông điệp gì đó liên quan tới sản phẩm. Cái yếu tố sáng tạo nó sẽ không nằm ở chỗ Celeste, mà yếu tố sáng tạo nó nằm ở cái cách tiếp cận với chương trình. Nó là một trong những yếu tố mang tính chất là giúp tạo nên cái sự chú ý thôi. Còn lại thì tất cả nó phụ thuộc vào cái cách thiết kế chương trình của các bạn. Cái chương trình thương mại trong ngày hôm nay, thực tế mà nói là bên em đã đánh giá rồi, đánh giá tất cả cái độ rủi ro rồi, sau đó mới quyết định là từ 9% hay là 19%. Thì mình nếu mình xét về vấn đề chi phí ở đây thì chi phí thực ra là khá lớn, 19% để mà làm một cái chương trình thương mại thì khá lớn. Tuy nhiên mục tiêu của mình đang là thu hút khách hàng tới, khách hàng biết và tin yêu cửa hàng của mình, thì từ đó những cái chương trình về sau sẽ dễ dàng tiếp cận hơn khi khách hàng đã biết cửa hàng của mình rồi. Khi mình muốn làm giảm giá một cái sản phẩm hoặc là mình giảm giá một chương trình nào đó thì mình cần phải tìm hiểu thứ nhất là tỷ lệ lãi của sản phẩm đó hoặc nhóm ngành hàng đó đang như thế nào. Cái thứ hai, mình cũng phải quan tâm tới việc là có những chương trình khuyến mãi xung quanh nó. Tại vì ở đây ngay tại cửa hàng Cosmile đang có một cái chương trình khuyến mãi. Cần chị mua đủ 6 hôm đen thì chị đang chỉ đổi cái này. Còn 10 hôm đen thì chị đổi được cái nó bảo hiểm. Còn 15 hôm đen thì đổi được cái nó bảo hiểm. Nên là chắc chắn là cái về xét về cái tính hiệu quả chương trình thì nó sẽ có những cái độ mà mình thấy rằng là nó không đạt như mục đích ban đầu. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt của anh Đức, những tranh luận nảy lửa của Kim Thái để bảo vệ ý kiến của mình, những bước chân mệt mỏi tưởng chừng như gục ngã của Nguyễn Khánh, và tất cả những vất vả, khó khăn của mỗi thành viên. Dù thắng hay thua, những cố gắng của các bạn cũng đều rất xứng đáng, và tất cả sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên của cả hai đội trên hành trình chinh phục 1 tỷ khởi nghiệp cùng Sài Gòn của Úp. Sau một ngày làm việc vất vả, cả hai đội đã quay trở lại để nghe những lời nhận xét quý giá từ ban giám khảo. Lần đầu tiên trong chương trình 1 tỷ khởi nghiệp cùng Sài Gòn Co-op, cả hai đội xanh và đỏ có cơ hội trình bày với ban giám khảo về kế hoạch của đội mình và đặc biệt là được nghe kế hoạch của nhau. Đầu tiên là đội xanh. Có một cái sự tiến bộ vượt bậc so với cái đợt mà mình bán lưu động, là cái sự phân công của các bạn khá rõ ràng và mình trao đổi và mình phối hợp, mình xử lý rất là nhanh. Cái phần trình bày của đội xanh cũng rất là rõ ràng, là đẹp hơn loại đỏ, tận dụng khá tốt được những cái nguồn lực mà mình có thể triển khai. Tụi em hiểu được là ngay tại cửa hàng đó họ đang có chương trình khuyến mãi gì, có cái sự tìm hiểu để làm sao mình sử dụng cái nguồn lực nó có hiệu quả, chọn được cái sản phẩm dựa trên cái thị hiếu và cái điểm mạnh của sản phẩm tại thị trường đó. Tụi em cũng bám sát cái mục tiêu, thì đó là những cái điểm cộng cho đội xanh. Đối với cái thử thách này thì có thể là nhìn thấy bốn bạn còn lại không có sự nổi trội nào khác biệt với nhau. Chính vì các bạn không có sự nổi trội đó nên các bạn thực sự rất biết khả năng của mình, tự tin vào cái việc mà đồng đội để mà các bạn hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành cái thử thách này. Những điểm trừ là người mẫu mận một cái áo có một cái thương hiệu khác, và cái điều này là điều tối kỵ trong quá trình mình quảng bá mà tụi em không phát hiện ra. Đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm mình phải có lưu ý. Giờ mấy bạn cầm cái khay để các bạn đi cho khách thử mẫu như vậy thì rác bỏ đâu, nó không ổn. Không có những cái thùng rác á. Đặc biệt cái gì mà mình tiếp xúc với khách hàng thì cần một cái sự chỉnh chu tới chi tiết nhỏ nhất. Đây là điểm mà em cảm thấy không hài lòng. Thì cho tới giờ này theo đánh giá các bạn là cái hình ảnh của anh Tiến Đạt đó thì nó vẫn tốt cho chương trình đúng không ạ? Tụi em đã có xem thử profile của anh này. Anh Tiến Đạt này có một đặc điểm là anh này rất là quan tâm với tới cái thể hình, tới cái sức khỏe của mình. Thì trong cái thực đơn của anh đưa ra, anh rất là chú trọng vào
thành phần là ngũ cốc sau khi nghiên cứu thị trường và kết hợp với cái việc thông tin với anh Tiến Đạt nữa thì cái gạo lứt và đậu đỏ khi mà kết hợp với nhau nó vẫn rất là tốt cho sức khỏe. Thì thật ra đọc cái đề bài này tụi em rất là confused, bởi vì tụi em suy nghĩ thì cho dù không có anh celeb này tụi em vẫn có thể đặt target như vậy, nhưng mà tụi em đã phải bắt óc suy nghĩ như thế nào để có thể kết hợp tận dụng và kết hợp cái nguồn đó lại với nhau để mà thỏa yêu cầu của đề bài. Nếu đề bài không có chữ cộng celeb thì tụi em vẫn có thể làm được như vậy, có thể là thấp hơn chút xíu nhưng mà nó đảm bảo không có tính rủi ro hơn và cái chi phí chắc chắn là sẽ thấp hơn rất là nhiều. Chúng ta chỉ có thể làm được tới đó thôi, bởi vì cái khả năng của chúng ta hiện tại chỉ có thể tới đó thôi. Thật ra đó là những cái gì mà tốt nhất bọn em có thể mang được. Tôi thấy nó thiếu hai điều là câu chuyện truyền thông với lại cái thông điệp truyền thông của các bạn. Các bạn không có tận dụng được tố chất của chính cái sản phẩm đó, nó tốt cho sức khỏe như thế nào, nó dùng được cho người ăn chay. Những cái banner standee của các bạn thấy cái flyer của các bạn không? Trên đây các bạn chỉ nhấn vào cái siêu khuyến mãi và cái hình ảnh này không thể nhận diện được. Chị nói thiệt nha, trò này chê từ đầu tới cuối. Tại vì hình ảnh sản phẩm thì lem luốc không rõ ràng, đúng không? Rồi tại vì mình nói là mình muốn là bán cháo dinh dưỡng gạo lứt đậu đỏ, đâu có tên sản phẩm đâu, đâu có tên sản phẩm. Và tôi đánh giá rất là cao cái phần mà bạn bán hàng qua điện thoại. Nó sẽ phục vụ cho cái việc bán hàng online. Nó khác với cái phần đội đỏ hồi nãy, bởi vì đội đỏ nó thiếu cái phần bán hàng online. Đó cho nên là cái chạy cái digital nó sẽ không hiệu quả bằng cái đội xanh. Cái logo Smile của em chắc chắn bắt buộc 100% phải có dịch vụ này. Tới là tại vì theo cái quy trình của Smile thì em không thể nào mà mang hàng đi ra để COD xong rồi mang tiền trở lại được. Cho nên là cái việc này đối với nhóm em không thể làm được. Vậy chị giải thích ha. Cái thứ nhất á, mình phải học được cái chuyện là khả năng mình thương thuyết. Mình nhận ra vấn đề và mình thương thuyết cho đối tác. Thì đối tác của hai đội đều là các bạn cửa hàng trưởng. Thì bây giờ mình thương thuyết cách nào? Cái thứ hai có thể là trong quá trình tụi em triển khai, tụi em nhớ là có thể là tụi em thương thuyết chưa được, nhưng trong ý tưởng khi mà em trình bày với ban tổ chức, em nói là chương trình em có thể có hiệu quả hơn nếu có được những ý tưởng này. Sau thử thách lần này thì em muốn bản thân trau dồi thêm về cái kiến thức lãnh đạo nhóm. Trong quá trình lãnh đạo nhóm, em đã có gặp rất là nhiều thiếu sót và nhờ cái sự bổ trợ của các anh chị thì em mới có thể hoàn thành được cái thử thách lần này. Là đội thứ hai trình bày, liệu đội đỏ có bị áp lực trước ban giám khảo hay không? Cái lớn nhất, cái cần quan trọng nhất, tập trung nhất đó là lựa chọn cái chiến lược của mình, nó có vấn đề. Lúc thì quảng cáo cho sản phẩm, lúc thì làm cho chương trình thương mại, làm cho phân tán sự nhận biết. Đúng. Của khách hàng không biết là các em đang làm. Các bạn tham quá. Đang làm cái gì? Và đó là cái điểm mấu chốt nhất để làm cho người ta cảm thấy bị rất hoang mang và phân tán. Đề tài là các bạn chọn một sản phẩm hàng nhãn riêng để các bạn quảng bá. Nhưng khi các bạn chọn sản phẩm xong thì các bạn lại coi là sản phẩm là một giá trị cộng thêm. Đúng, không phải là giá trị chính. Hàng nào rồi mà mình mua mà có kèm thêm một chai nước rửa tay này rồi thì tất cả những cái đơn hàng đó mình đều được giảm 19% trên tổng hóa đơn. Rồi. Trừ cái chai nước này ra, chai nước này tụi em vẫn giữ nguyên giá. Thì đó là cái mà mình đã đi lệch với cái mục tiêu ban đầu của đề tài đưa ra. Cái thứ hai, tụi em đang nhấn là do sản phẩm này giá rẻ nên tụi em không để rất thích doanh số. Tuy nhiên khi người ta xét doanh số là người ta xét trên cái sản phẩm, cái giai đoạn trước khi mình chạy và quảng bá chương trình và sau khi mình chạy, trong cái thời gian mình chạy quảng bá chương trình thì đạt như thế nào, thì mình so là mình so trên cái giá trị đó. Còn các bạn lại mong muốn là kích luôn cái giá trị bill ngay tại cửa hàng để mình đẩy lên. Tuy nhiên mình xét là xét ngay cái sản phẩm này. Tức là ý tưởng em có nhưng tụi em thiếu cái tính tập trung. Mục tiêu là đưa ra thì mình phải bám đúng mục tiêu đó mình làm. Lần trước cũng sai và lần này cũng sai. Vì đặt mục tiêu quá sai cho nên thành ra nguyên một cái chương trình nó thất bại. Tôi rất là thích là cái phần cái 19% này nó rất là nổi bật. Nhưng mà như các giám khảo nói, những cái thông điệp truyền thông còn lại nó không đầy đủ ở trên đây. Các bạn phải cố gắng hết sức, bạn nhìn vào đây thì bạn mới có thể nhận diện ra được cái sản phẩm của bạn. Tức là trong đây bạn có hai điều, thứ nhất là Coach Smile, thứ hai là cái chai nước rửa tay, thì cả hai điều bạn đều để nó chìm lại so với tất cả những cái sản phẩm còn lại. Đối với tôi thì đánh giá cao sự sáng tạo của các bạn. Tuy nhiên chúng ta quay lại lần nữa để coi là sự sáng tạo này có phù hợp hay không. Cái Tết trùng cũ trong trường hợp này thật ra thì nó cũng không có gần không có liên quan gì cả.
Rồi, cảm ơn. Cảm ơn hai đội nhiều ha. Và chúng ta cũng chờ kết quả thực tế bán hàng tại điểm bán. Chúc mừng các bạn đã vượt qua, đã thực hiện xong như này. Nói gì nói chứ thật ra sáng nay có chuyện tôi thấy các bạn là cái cách các bạn triển khai á, nó nhịp nhàng, nó tốt hơn, nghe rất nhiều. Kết quả của cả hai đội trong thử thách này vẫn chưa được phân định. Dù thắng hay thua, cả hai đội cũng đã được học hỏi và áp dụng kiến thức rất nhiều trong việc lập kế hoạch truyền thông và thực hiện chương trình khuyến mãi. Đây là những kiến thức đắt giá, là hành trang quý báu trên hành trình khởi nghiệp của mỗi thành viên. Hãy cùng đón chờ kết quả vào tập tiếp theo nha! Anh không thể chỉ hỏi khách hàng xem họ muốn gì và rồi cố đem nó cho họ. Tới lúc anh hoàn thiện nó, họ đã muốn thứ mới mẻ khác rồi. Steve Jobs. Xin chân thành cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín, Vietbank đã đồng hành cùng chương trình này.